Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Trước mất mát quá lớn, em trai ruột của cố ca sĩ Phi Nhung đã vô cùng suy sụp. Đã một ngày kể từ khi thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời được chia sẻ, nhưng người hâm mộ, bạn bè, đặc biệt là gia đình vẫn chưa thể tin vào sự thật. Do em trai ruột và con gái ruột duy nhất của cố ca sĩ đang ở Mỹ, nên nghệ sĩ Việt Hương được ủy quyền lo hậu sự cho đồng nghiệp tại Việt Nam. Vào rạng sáng ngày 29 tháng 9 theo giờ Việt Nam, em trai ruột của ca sĩ Phi Nhung đã lập bàn thờ và viết lời cuối cùng cho chị gái. Nhìn cảnh khăn tang đặt cạnh di ảnh với nụ cười tươi của ca sĩ Phi Nhung khiến ai cũng xúc động xót xa. Trước mất mát quá lớn, em trai cố ca sĩ nghẹn ngào. Chị yêu của em, hôm nay ngày cúng đầu tiên của em dành cho chị. Em chỉ nấu những món ăn chị thích và mỗi lần chị em mình gặp hay ăn. Em không thể tin được điều này sẽ xảy ra. Em như một người từ trên trời rơi xuống. Em cắt khăn tang cho chị như em cắt từng đoạn gan của em vậy. Em rất mạnh mẽ lắm rồi. Trước đó khi hay tin chị đã vĩnh viễn lìa xa trần thế, em trai đã vô cùng suy sụp, bàng hoàng, không muốn chấp nhận hung tin. Chị yêu của em, cuộc đời chị đã vất vả lắm rồi, chị hãy yên nghỉ, em không tin đây là sự thật. Vào tối muộn ngày 28 tháng 9, Wendy Phạm đã đại diện cho gia đình đang cáo phó, thông tin về hậu sự của cố ca sĩ Phi Nhung tại Việt Nam chưa được thông báo cụ thể. Do bố mẹ mất từ sớm nên ca sĩ Phi Nhung đã nuôi nấng và là chỗ dựa tinh thần cho em trai trong suốt nhiều năm qua. Khi hay tin chị gái bệnh nặng, Tommy cũng sẵn sàng hy sinh tuổi thọ để đổi lại bình an cho ca sĩ Phi Nhung. Nhưng cuối cùng, phép màu đã không xảy ra. Từ Mỹ, con gái đã đại diện cho gia đình công bố cáo phó. Tang lễ của ca sĩ Phi Nhung tại Việt Nam sẽ do nghệ sĩ Việt Hương và những người thân cận lo liệu. Vào tối ngày 28 tháng 9, Quỳnh Trang đã đại diện cho 23 người con đến dự lễ cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung ở chùa do các sư thầy đứng ra tổ chức. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến người thân của cố ca sĩ Phi Nhung. Nữ ca sĩ ra đi nhưng lời ca, tiếng hát và những hình ảnh làm thiện nguyện sẽ còn mãi.